Ông le ăn cái, ông le nhẹ ăn cái, le nhẹ ăn cái được rồi. Ờ à, đúng rồi, mở le liền nha. Chính xác. Rồi ôm về thôi. Sao vậy? Trời ơi trời. Chắc ăn ở ác lắm cái gì nè, chắc quậy. Vậy hả? Tính đâu chọc kẹo với bà ở xóm mày cho quậy chứ.